kiểm tra ngay cơ thể bạn già tới mức nào. Đây là những bài kiểm tra về tuổi sinh học của chúng ta. Rất nhiều người đôi khi tuổi là 20, 30 nhưng mà cơ thể thì lại lão hóa, lại đau cơ xương khớp. Chẳng khác gì các bạn cô chú tuổi 60. Và đây là các bài kiểm tra để chúng ta phát hiện xem mình có gặp các tình trạng về thoái hóa, về thoát vị, những bệnh lý mà rất là nguy hiểm ngày nay, được không các bạn? Rồi, với động tác số 1 đầu tiên, hãy cùng tôi kiểm tra nhé. Chúng ta chỉ cần chụm sát hai chân, đứng thẳng, chả làm gì đâu. Hít đầy một hơi, rồi bạn thở ra với, có chạm được cái cổ tay chúng ta này, chạm hết lòng bàn tay ngang với cả ngón chân, đặt xuống như thế này, và giữ được trong vòng 15 giây, hoặc bạn giữ cảm thấy thoải mái, chả thấy cảm giác gì cả, thì chúc mừng, vô cùng tuyệt vời, cơ thể bạn rất là linh hoạt. Bạn có thể là chưa gặp có tình trạng về đau cơ xương khớp hoặc lưng, bạn rất là linh hoạt, địa đệm gọi là tuyệt vời luôn ấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta không với tới được, thậm chí chúng ta cách cả gang như thế này, đặc biệt các bạn dưới tuổi 30 ấy, thì đấy là cảnh báo cực cực lớn. Cơ thể bạn, cái mức độ này ấy, là mức độ của những người 50 tuổi đấy các bạn ạ. Nghĩa là nếu mà tay mà cách sàn ấy là một găng tay như này, thì đây là cái lưng, đây là cái chân, đây là cơ thể của một người 50 tuổi, được không nào? Và ở tuổi 40, nghĩa là 30, từ dưới 30 tuổi là phải chạm được cả tay xuống, được không nào? Và dưới 40 tuổi chúng ta có thể chạm ngón tay như thế này là ok nhá. Còn nếu mà bạn cách xa cả gang tay như này thì lời khuyên cho bạn là chắc chắn phải tìm lớp học về yoga, phải tập luyện sớm thôi, chứ không thì vài bữa nữa lại chuyển sang thoát vị nặng hơn thì rất là khổ, rất là vất vả, được không nào? Đấy là cái nhóm 1 đầu tiên. Comment xem bạn có làm được không, làm được rồi thì comment nhá. Rồi sang cái nhóm thứ hai, kiểm tra khớp vai chúng ta nhá. Chúng ta kiểm tra phần linh hoạt khớp vai này. Đó, chúng ta có thể ngồi, sau đó bạn đưa tay phải lên, đưa tay phải lên, đưa tay trái phía sau, chả làm gì đâu, lòng bàn tay trái ngửa ra ngoài, tay phải úp vào trong, xem bạn có với tay được giống Kim Ba không, rất là dễ đúng không, để còn gãi lưng gãi lưng gãi lưng đó. Thì nếu mà dưới 30 tuổi ấy mà không làm được như thế này thì nguy cơ rất là lớn, bạn đang bị đau cơ vai gáy, đang bị thiếu linh hoạt khớp vai, hơi thở bạn rất kém. Đừng nói với Kim Ba là do anh tập luyện chứ em không tập em không bị, hoặc là tôi ít tập luyện. Lý do bạn không với tay ấy là do khoang ngực bị bó cứng, cái xương ngực của bạn nó bị cứng, cứng đồng thời việc là hơi thở rất là nông hơi. Tiếp theo là cái cơ khớp vai của bạn do ngồi máy tính nhiều, đau lưng nhiều, gù lưng nhiều nên nó bó tắc hết lại rồi. Do vậy thì dưới 30 tuổi phải với được tay tới. Còn nếu không ấy, ít nhất thì cũng chạm sờ được cái ngón tay. Nhớ kiểm tra cả hai bên nhá. Kiểm tra cả hai bên, tại vì đôi khi chúng ta hay bị thoái hóa nặng hơn một bên ấy. Đó, dưới 30 tuổi phải kiểm tra được, còn không làm được thì tập các bài tập đi. Tôi khuyến khích các bạn tìm các bài tập yoga về cổ vai gáy rất là phù hợp. Và động tác số 3, bạn cần nằm xuống cho tôi. Động tác này làm thật bình tĩnh để kiểm tra nhá. Nó sẽ kiểm tra chúng ta độ trẻ hóa của một cơ thể, về cơ bụng, về độ khỏe, độ chắc của lưng của chúng ta. Cách thực hiện, hai tay vươn về sau đầu này, hít đầy một hơi, siết cứng cơ bụng của mình lại. Siết cứng cơ bụng lại, gồng cơ bụng, sau đó bạn di chuyển một cách thật từ từ. Bạn ngồi dậy. Ngồi dậy không được lấy đà nhá, không phải bật dậy này đâu, không phải bật dậy này nhá, mà là giữ nguyên gồng cơ bụng. Từ từ nâng tay, nâng chân lên. Thở ra chúng ta ngồi dậy, được không nào? Và trong vòng 5 giây bạn có thể ngồi dậy được thì chúc mừng bạn, dưới 30 tuổi phải 5 giây đấy nhá. Thì nghĩa là phần cơ của bạn nó khá là ok, phần lưng rất là ok. Còn nếu mà bạn còn không ngồi được dậy, nghĩa là bất lực ấy, không ngồi được dậy, thì nghĩa là cái phần cơ nó quá là yếu, bạn có nguy cơ cực cực cao là bị đau lưng, bị thoát vị và thoái hóa lưng rồi. Nên chắc chắn chúng ta phải tập luyện nhiều hơn. Vậy thì đây là 3 bài test để chúng ta kiểm tra cái cơ thể mình nó bị khấu hao, nó bị hao mòn ra làm sao, được không các bạn? Thì nếu biết sớm thì chúng ta khuyến khích là tập luyện hàng ngày. Và tập cái gì bây giờ thì tất nhiên tôi khuyến khích các bạn tập yoga. Bạn thể gõ các bài tập yoga về cổ vai gáy, bài tập yoga về lưng, và trên kênh Kim Ba thì vô số các bài tập hoàn toàn gần như là miễn phí, bạn có thể tập luyện hài nhà để cho nó cải thiện tốt hơn. Và nếu mà bạn muốn trẻ hơn, khỏe hơn, phòng ngừa một cách tốt hơn thì hiện tại thì tôi cũng có khoảng tầm hơn 12 lớp học qua Zoom online, các lớp học yoga ấy, các tình trạng để cải thiện cơ xương khớp này, các lớp học yoga để thon gọn vóc dáng này, kể cả dành cho các bạn trẻ, dành cho các cô chú lớn tuổi cũng có hết, với các huấn viên rất là chuyên nghiệp, rất là thâm liên, nhiều năm kinh nghiệm, và họ thể hướng dẫn bạn. Bạn chỉ cần có điện thoại kết nối là có thể tham gia tập luyện được rồi. Vậy thì ai muốn tập luyện có thể truy cập theo đường link, đó là www.lichtapyoga.com, hoặc comment từ tham dự nhé. Thì Kim Ba sẽ gửi thông tin lớp học cho mọi người, xem ca nào phù hợp với mọi người để mọi người nâng cao sức khỏe tốt hơn. Và đừng quên hãy comment xem với 3 bài tập vừa rồi thì bạn làm được mấy bài, làm được mức độ nào, và chia sẻ cái video này cho những người bạn xung quanh để họ xem, họ kiểm tra xem họ dùng khấu hao cơ thể ra làm sao, được không nào?
và hẹn gặp lại bạn trong những kiến thức về sức khỏe trong video tiếp theo. Xin chào.